Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về trường hợp chống người thi hành công vụ trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, đầu giờ chiều ngày 24 tháng 2, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, phát hiện hai nam thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao. Khi đó, trung tá Nguyễn Việt Toàn đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên thanh niên cầm lái không tuân theo hiệu lệnh dừng lại mà lao vào tổ công tác, tông thẳng vào người anh Đặng Văn Lưu, chiến sĩ cảnh sát cơ động. Cú tông khiến anh Lưu ngã và bị thương. Sau đó thanh niên điều khiển phương tiện dựng xe lên và bỏ chạy khỏi hiện trường, lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ được người ngồi sau xe. Tổ công tác tại hiện trường đã điện báo cáo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đưa cảnh sát cơ động anh Đặng Văn Lưu bị thương đến cơ sở y tế tại trung tâm y tế huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, xác định cảnh sát cơ động Đặng Văn Lưu bị chấn động não gây choáng, đến 18 giờ cùng ngày anh Lưu đã tỉnh táo. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định người ngồi sau mô tô là Triệu Văn Hoàng, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tài xế điều khiển chiếc xe tông cảnh sát cơ động là Ngô Văn Linh, sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xác định tài xế Ngô Văn Linh đã chạy trốn xuống tỉnh Bắc Giang, cảnh sát đã yêu cầu gia đình vận động anh này quay về trình diện cơ quan công an. Tối 24 tháng 2, tài xế Ngô Văn Linh đã liên hệ với cơ quan công an để ra trình diện. Kết quả kiểm tra xác định Ngô Văn Linh dương tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở, không có giấy phép lái xe theo quy định. Ngô Văn Linh khai nhận mô tô đâm vào tổ cảnh sát giao thông là xe được Linh mua lại nhưng vẫn chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Công an huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Linh để điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định. Mới đây, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường ở phường Linh Trung để đảm bảo an toàn giao thông. Đội đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bia rượu bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ xe. Trong đó, cảnh sát giao thông ghi nhận trường hợp vi phạm ở mức kịch khung. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 2, tổ công tác phát hiện anh PCT, sinh năm 1980, ngụ thành phố Thủ Đức lái xe có dấu hiệu say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, ông T có nồng độ cồn mức 0,680mg trên một lít khí thở, bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng. Anh T cho biết đã uống 6 lon bia và khẳng định bản thân đang rất tỉnh táo, khi nào nhậu say không đi nổi mới đi xe ôm. Anh T tranh luận, tôi xem các bữa nhậu là cơ hội để gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn, nên thường uống vài lon tại tiệc, vi phạm nồng độ cồn thì đành chấp nhận đóng phạt, tuy nhiên giữ xe 7 ngày thì lâu quá. Cùng lúc cảnh sát giao thông cũng phát hiện anh NVH sinh năm 1979 quê Đồng Nai chạy xe máy có dấu hiệu không tỉnh táo nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện anh H có nồng độ cồn 0,260mg trên 1 lít khí thở, bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Anh Hát làm nghề phụ hồ, sau khi tăng làm đã cùng đồng nghiệp đi uống vài lon bia. Anh Hát thăng thở, cuối tuần nên mấy anh em chủ nhau uống vài lon bia cho dễ ngủ, ai ngờ bị cảnh sát giao thông xử phạt nồng độ cồn. Bình thường mỗi ngày tu phụ hồ được 350.000 đồng. Một tháng chỉ làm công được 15 ngày, tiền đâu mà đóng phạt bây giờ. Đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức cho biết, Việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm tuyên truyền để người dân có ý thức chấp hành luật giao thông, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn cho bản thân mình và người khác. Liên quan đến vấn đề nồng độ cồn, mới đây tại tỉnh Đắk Nông, một tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi chở khách. Cụ thể, ngày 25 tháng 2, một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi đang chở khách từ Đắk Lắk đến Đắk Nông. Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ ngày 23 tháng 2, ông LVT, 49 tuổi, ngụ Đắk Lắk điều khiển xe buýt chở khách từ Đắk Lắk đến Đắk Nông. Khi đi qua địa phận xã Thuận An, huyện Đắk Miên, Đắk Nông, thì lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này đã dừng xe buýt do ông T điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả ông T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,112mg trên 1 lít khí thở lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T và tạm giữ phương tiện. Thời điểm bị xử lý về nồng độ cồn, trên xe buýt do ông T điều khiển chở theo 4 hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông đã liên hệ phương tiện xe buýt khác để hành khách tiếp tục hành trình. Theo cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông, với vi phạm trên, ông T bị xử phạt số tiền 6 đến 8 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk thông tin đang xác minh vụ việc người dân tố cáo hai thanh niên hiếp dâm cháu gái 15 tuổi trong phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, anh NVH trú thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk phản ánh việc cháu ruột của anh là TNMC sinh năm 2009 trú thành phố Buôn Ma Thuột bị một số đối tượng hãm hiếp. Theo anh Hát, trước đó gia đình và nạn nhân đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng, đồng thời gửi cho bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk phản ánh về vụ việc này Công an đã mời hai cậu cháu lên làm việc. Theo đơn tố giác vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 MC cùng một bạn nữ đến phòng trọ của DHT sinh năm 2003, ông HV, ông C, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột chơi và ăn uống. Cháu MC bị ép uống nhiều nên mệt nằm nghỉ ở phòng trọ. Khoảng hơn 11 giờ đêm, ông C vào phòng dùng vũ lực và đe dọa cháu MC phải cho ông này quan hệ tình dục cháu MC đã bị ông C quan hệ tình dục hai lần, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1. Ông HV lại vào dùng vũ lực quan hệ với cháu một lần. DHT thấy ông HV, ông C dùng vũ lực để thực hiện hành vi với cháu MC nhưng không can ngăn. Lúc này cháu MC mệt quá ngủ thiếp tới sáng rồi mới ra về. Sau khi sự việc xảy ra, người cậu đã dẫn cháu MC lên công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột trình báo đồng thời gửi đơn tố giác tội phạm. Đối với hai đối tượng trên, được biết bố mẹ cháu N đang làm ăn xa nên ông H đại diện gia đình để tố cáo những người đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu mình. Ngày 22 tháng 1, anh H nhận được văn bản của tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo đã tiếp nhận và chuyển đơn về vụ việc tới giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk để xem xét giải quyết theo quy định. Đến nay, hơn một tháng, anh Hát chưa thấy phản hồi gì từ cơ quan chức năng. Anh Hát cho biết sau vụ việc cháu MC bị sốc tinh thần rất lớn do đó mới đây, ông đồng ý cho cháu N xuống thành phố Hồ Chí Minh với người thân để thoải mái hơn về tâm lý. Trước đây MC phụ bán cà phê cho một quán trên địa bàn thành phố. Ba mẹ MC đi làm ăn xa, bản thân anh hát bận công việc nên đi làm thường xuyên. Người cậu ruột chia sẻ, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để bảo vệ danh dự sức khỏe cho cháu. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã nắm vụ việc và đang trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm. Mới đây tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ việc, bệnh nhân ở huyện Lâm Hà buộc phải thực hiện thủ thuật nội soi qua đường niệu đạo vì bị nhầm lẫn trong việc kết quả chụp X-quang. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh và phòng ngừa không để xảy ra sự cố y khoa. Sở y tế đề nghị các đơn vị tập trung nâng cao kỹ năng giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh. Sở y tế tỉnh yêu cầu tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức khỏe người bệnh cho viên chức và người lao động trong đơn vị, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trực tiếp khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh tại bệnh viện có hình thức kỷ luật nghiêm đối với viên chức thực hiện không tốt quy tắc ứng xử, có phản ánh của người bệnh về tinh thần thái độ phục vụ. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế và hướng dẫn về chuyên môn trong bệnh viện của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, để phòng ngừa sự cố y khoa triệt để hơn, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh toàn ngành nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về quy chế chuyên môn đặc biệt thực hiện các quy trình gây mê, phẫu thuật, thủ thuật, sử dụng thuốc và nhận dạng đúng người bệnh. Tuyệt đối không để xảy ra các sự cố y khoa trong quá trình khám, điều trị và chăm sóc người bệnh. Phải chủ động phát hiện, báo cáo phân loại theo 11 nhóm sự cố đã được hướng dẫn, chú ý đến nhóm sự cố liên quan đến nhầm lẫn người bệnh, liên quan đến vật tư y tế và thuốc là các nhóm chiếm tỷ lệ cao trong việc nhầm lẫn theo kết quả khảo sát nhanh toàn quốc gần đây đặc biệt sở y tế lâm đồng yêu cầu ra soát chất lượng các trang thiết bị y tế sử dụng trực tiếp trên người bệnh có nguy cơ gặp sự cố như các loại kim ống thông dùng trong lòng mạch máu dây chuyền ống hút dịch ống nội soi và thiết bị có khả năng gây tổn thương cho nhân viên y tế như ống xét nghiệm ống thuốc thiết bị điện tăng cường tập huấn nâng cao trách nhiệm của từng nhân viên y tế trong việc phát hiện và tự nguyện báo cáo sự cố y khoa Hướng dẫn phổ biến cho người bệnh và người nhà người bệnh hợp tác trong việc nhận diện, báo cáo chính xác sự cố y khoa. Trước đó, như thông tin đã đưa, ngày 20 tháng 2, gia đình đưa ông NHH đến bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng khám và điều trị sỏi thận. Kết quả chụp X-quang được gửi cho gia đình thể hiện trong bụng bệnh nhân này có một đoạn ống nhựa. Căn cứ kết quả này, bác sĩ tư vấn gia đình đưa ông H làm thủ tục nội soi lấy ống nhựa ra. Thế nhưng sau khi thực hiện thủ thuật nội soi thì không tìm thấy đoạn ống nhựa thể hiện trong kết quả chụp x-quang. Nguyên nhân vụ việc do ông Hát bị trả nhầm kết quả chụp x-quang của một bệnh nhân khác. Sau vụ việc, lãnh đạo bệnh viện đã đến tận nhà ông Hát để xin lỗi và cam kết theo dõi chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân này ổn định. Mới đây, theo nguồn tin từ tỉnh Sóc Trăng cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 2, hàng trăm học viên ở cơ sở cai nghiện ma túy ở phường 5 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã đập phá cửa cổng chính chạy ra ngoài, bỏ trốn. Những người này tản ra theo nhiều con đường nhỏ, ruộng lúa để bỏ trốn. Trước lúc đi, họ còn đập phá gây náo loạn phía bên trong cơ sở. Theo người dân trên đường Lý Thánh Tông, gần cơ sở cai nghiện, việc hàng trăm đối tượng cai nghiện bỏ trốn cùng một lúc tản đi khắp nơi khiến cho người dân hoang mang, nhất là các cháu học sinh. Ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng xác nhận. Có nhiều học viên bỏ trốn, sáng nay ngành chức năng họp để xử lý vụ việc. Một nhân viên ở trung tâm cai nghiện xác nhận khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 2, nhiều học viên chạy ùa ra cổng cơ sở cai nghiện, lực lượng bảo vệ ngăn cản nhưng bị những người này khống chế đập phá ổ khóa cổng để tràn ra ngoài. Theo một nguồn tin, ước có gần 200 học viên đã phá cửa thoát ra ngoài, lực lượng chức năng đã bắt giữ được khoảng vài chục người. Được biết, cơ sở cai nghiện Sóc Trăng có khoảng 417 người đang cai nghiện. Vài năm trước, tại cơ sở này cũng đã xảy ra việc hàng trăm học viên phá trại trốn ra ngoài. Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Sóc Trăng đã bắt quả tang Đặng Ngọc Sơn là học viên đang cai nghiện tại đây, đang tàn trữ trái phép chất ma túy thu giữ trên 9 gram ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận đã nhiều lần cùng 14 học viên khác ở chung phòng tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 4C Số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy là do Nguyễn Văn Đạt ở cùng phòng cung cấp. Qua làm việc với Nguyễn Văn Đạt, cơ quan điều tra cho biết Đạt khai nhận đã dùng điện thoại di động liên hệ mua ma túy để sử dụng với các học viên chung phòng. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, bởi ngay tại cơ sở cai nghiện ma túy lại để xảy ra tình trạng tàn trữ trái phép chất ma túy. Các học viên vẫn ngang nhiên sử dụng điện thoại di động để liên hệ mua ma túy. Dụng cụ sử dụng ma túy có sẵn trong phòng để 15 học viên phòng 4C tổ chức sử dụng. Người ít nhất là một lần, nhiều nhất là bốn lần, trong một thời gian dài, nhưng không có một người nào tại cơ sở phát hiện. Cũng theo một nguồn tin cho biết, trong khoảng gần 200 học viên đã phá cửa thoát ra ngoài, lực lượng chức năng đã bắt giữ được mấy chục người. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang tích cực triển khai truy bắt những học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 6 tháng 3 sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thiết bị máy móc và phương tiện giao thông trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Sau khi làm thủ tục kê biên xong, cơ quan thi hành án sẽ xem xét đến thủ tục về định giá tài sản rồi bán đấu giá. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đang tống đạt văn bản thông báo về việc kê biên tài sản cho các bị hại nắm. Số lượng bị hại là 4.929 người, trong đó số bị hại đã làm đơn yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án là 3.899 người. Quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã xử lý số tiền hơn 57 tỷ đồng để chi trả cho các bị hại, đồng thời chấp hành viên thực hiện thông báo đầy đủ các quyết định thi hành án cho luyện và mai theo quy định. Các tài sản dự kiến kê biên bao gồm 272 miếng kim loại vàng thu tại trụ sở công ty Alibaba, 9 xe ô tô và 2 xe gắn máy chưa gắn biển số, 113 đầu CPU, 24 ổ cứng, 172 máy tính sách tay, 1 máy tính bảng, 18 điện thoại di động, 3 máy chụp ảnh, 2 thẻ nhớ, 4 đầu thu camera, 5 máy in, 1 máy phát wifi, 1 máy chiếu, 4 USB, 1 router. Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện không tự nguyện thi hành nên chấp hành viên ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành án để cây biên, xử lý tài sản tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Đối với các tài sản là bất động sản của công ty Alibaba, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã ủy thác hồ sơ về cho cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu để xử lý. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh chỉ xử lý một bất động sản là trụ sở công ty Alibaba ở thành phố Thủ Đức. Đối với trụ sở này do có thay đổi cấu trúc so với giấy chứng nhận quyền sử dụng thường gọi là sổ đỏ nên cục thi hành án dân sự đang chờ bản vẽ của các đơn vị có thẩm quyền. Theo nội dung vụ việc, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật. Sau đó các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu rồi săn lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng. Công ty Alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại. Dòng tiền có được từ các dự án ma hoặc chuyển về công ty mẹ. Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng, sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên mặt bằng, mua các khu đất để vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng che giấu nguồn gốc thực sự. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng. Theo Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hồ Chí Minh, việc thi hành án vụ Alibaba được dư luận xã hội quan tâm, báo đài theo dõi đưa tin, quá trình thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án có khả năng người được thi hành án tập trung đông nên phải bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình huống xấu xảy ra. Tháng 5 năm 2023, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo giữ nguyên mức án trung thân đối với Nguyễn Thái Luyện. Vợ của Luyện là Võ Thị Thanh Mai được xem xét giảm một phần hình phạt, theo đó Mai bị xử phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù giảm 7 năm. Em trai của Luyện là Nguyễn Thái Lực cũng phải lãnh 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung là 22 năm tù, Nguyễn Thái lĩnh 16 năm tù. Mới đây, ba người dân được cứu thoát trong vụ cháy ở Hà Nội, có thể nói là nhờ vào sự quyết đoán của người chỉ huy chữa cháy và sự dũng cảm của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước đó, khoảng 2 giờ 50 phút, ngày 24 tháng 2, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân, địa chỉ số 357 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ công an quận Hai Bà Trưng và công an quận Hoàng Kiếm tới hiện trường triển khai chữa cháy. Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ, ngay sau khi nhận tin báo, thiếu tá Lương cùng cán bộ chiến sĩ di chuyển đến hiện trường bằng hai xe chữa cháy mang theo trang thiết bị. Thiếu tá Lương kể, trên đường đi, tôi yêu cầu tổ thông tin xác định vị trí nguồn nước bởi nhà dân nằm trong ngõ sâu và có hai hướng tiếp cận. Qua đánh giá thực tế, chúng tôi chọn đường Minh Khai, do có nhiều trụ nước chữa cháy có thể duy trì nguồn nước thường xuyên lâu dài. Thiếu tá Lương cho biết, từ ngoài đường Minh Khai, nơi xe chữa cháy đổ vào ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khoảng 400 mét, đây là cự ly triển khai chữa cháy khá xa, do đó Thiếu tá Lương trực tiếp cùng hai cán bộ chiến sĩ vào trinh sát đám cháy trước. Qua nắm tình hình diễn biến đám cháy phức tạp, có nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong. Cùng thời điểm đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Kiếm cũng tới hiện trường. Trực tiếp trung tá Nguyễn Thanh Bình, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm chỉ huy. Hợp lực trước vùng lửa, chỉ huy hai đơn vị thống nhất nhiệm vụ phải thực hiện ngay là tiếp cận giải cứu những người đang mắc kẹt ở tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà. Khi ấy, nếu chỉ có cố gắng dập lửa ở tầng 1 thì vẫn có thể nguy hiểm với người trong nhà bởi khói dày đặc. Một mặt khẩn trương khoanh vùng chữa cháy nhưng ưu tiên số 1 là cứu người. Trung tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, rất nhanh lực lượng cứu hộ xác định trong nhà đang có 3 người bị kẹt, gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3. Phương án cứu hộ triển khai từ phía mặt ngoài ngôi nhà bằng thang và dùng banh cắt thủy lực phá song sắt. Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hoàng Kiếm, người trực tiếp dùng banh cắt thủy lực phá chuồng cọp. Khi anh mở được lối thoát cho các nạn nhân ở tầng 2, thì người còn lại ở tầng 3 đang trong trạng thái hoảng loạn. Thường úy, quân cùng đồng đội vừa trấn an vừa đưa hai người ở tầng 2 ra nơi an toàn, sau đó nhanh chóng tiếp cận khu vực tầng 3, cứu thoát thành viên cuối cùng ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau đó thông tin về vụ cháy ở ngõ Quỳnh mới được lan tỏa. Cả cộng đồng đều hết sức xúc động cảm phục khi biết câu chuyện về ba thành viên của gia đình trong số nhà 357 được cứu thoát bởi những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Hà Nội. Một trận đánh trong đêm tối, một cuộc giành giật bảo vệ sự an toàn của người dân khỏi lưỡi hái tử thần đã thành công với cái kết có hậu. Với Thiếu tá Lương, với Trung tá Bình và Thượng úy Quân cùng những người đồng chí đồng đội của các anh, trận đánh ấy gom dày thêm kinh nghiệm bản lĩnh để luôn kiên cường trước giặc lửa vì bình yên, an toàn của nhân dân. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Phượng, sinh năm 1971, 3 năm 6 tháng tù. Lê Thị Vân, sinh năm 1999, 2 năm 6 tháng tù. Đỗ Thị Đào, sinh năm 1958. Đỗ Thanh Nhàn sinh năm 1982 và Đỗ Thị Phiên, sinh năm 1961, 2 năm tù, cùng về tội chống người thi hành công vụ. Các bị cáo đều trú tại tỉnh An Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào năm 2019, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú, ký hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thuận Trung thi công cầu kênh 12, đường Bắc Cây Dương thuộc ấp Bình Quế, xã Bình Phú, huyện Châu Phú để phục vụ nhu cầu đi lại chung của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, bị cáo Đỗ Thị Phượng cùng gia đình nhiều lần đứng ra ngăn cản thi công và yêu cầu bồi thường khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023, khi tiến hành thi công đến trước nhà bị cáo Phượng, thì người phụ nữ này cùng các bị cáo Nhàn, Vân, con gái bà Phượng và những người khác trong gia đình đứng ra ngăn cản, lấy nước sôi, pha mắm tôm, dọa tạc vào công nhân. Nhận được tin báo, công an xã Bình Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giữ trực tự khu vực. Lúc này, bị cáo Phượng dùng dẻ tẩm dầu đốt ném vào công nhân đang thi công. Được sự vận động của công an huyện cùng chính quyền địa phương, gia đình bị cáo Phượng không cản trở việc thi công. Riêng bà Phượng được mời về trụ sở xã làm việc nhưng người phụ nữ này không chấp hành. Bị cáo Phượng sau đó nói với bị cáo Đào và gọi điện thoại cho bị cáo Đỗ Thị Phiên là chị ruột của bị cáo Phượng đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Sau đó, công an huyện đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương vận động Phượng cùng gia đình không cản trở việc thi công và mời về trụ sở làm việc, nhưng người này không chấp hành. Đồng thời, Phượng nói với Đào gọi điện thoại cho Đỗ Thị Phiên là chị ruột của Phượng đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ. Được căng ngăn nhưng gia đình bà Phượng không chấp hành còn chửi bới và sử dụng nồi, thùng nhựa, thanh kim loại, nước sôi có pha mắm tôm, dẻ tẩm xăng, tấn công khiến nhiều chiến sĩ công an bị thương. Sau đó, công an lập biên bản bắt người và thu giữ nhiều vật chứng liên quan ngày 31 tháng 8 năm 2023, Phân, Đào, Phiên và Nhàn bị khởi tố điều tra. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, Phượng bị khởi tố điều tra.